Hoàng Vi, xin kính chào quý vị đang đến với chương trình MV Breaking News Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 3 tháng 10 và kính chúc quý vị có một ngày bình an. Thưa quý vị, mở đầu là câu chuyện liên quan đến Việt Nam về ông cựu Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Gần 2 năm sau khi bị cho về vườn thì ông Phạm Bình Minh bất ngờ bị nhắc tin, bị nhắc tên trong một cái bản tin liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu và cũng là một trong những cái đại án xảy ra từ hồi Việt Nam gặp cái đại dịch Covid-19 á và cái vụ án kỳ này là đang xét xử ở giai đoạn 2. Vụ án chuyến bay giải cứu đã khiến hàng loạt giới chức từ Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Công an phải đi tù do những hối lộ để tổ chức các chuyến bay đưa người từ ngoại quốc trở về Việt Nam cách ly trong thời điểm Covid-19 hoành hành. Các chuyến bay này quý vị đã biết có giá mỗi ghế lên đến hàng ngàn đô la Mỹ. Theo báo Vietnamnet đưa ra vào ngày hôm nay, ông Phạm Bình Minh trước đây ở vai trò là phó thủ tướng cùng với ông Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng và chủ nhiệm văn phòng chính phủ đã được ghi nhận là phê chuẩn hồ sơ từ các doanh nghiệp xin tổ chức chuyến bay giải cứu mà không thông qua tổ công tác liên bộ. Và theo Bộ Công an nói rằng kết quả điều tra của họ không xác định được hậu quả thiệt hại các cá nhân có liên quan đến ông Phạm Bình Minh và ông Mai Tiến Dũng không có động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác nên không có căn cứ xử lý hình sự. Báo Việt Nam Net không giải thích vì sao mà ông Phạm Bình Minh tuy không bị xử lý hình sự nhưng lại bị đảng cho về vườn cùng với ông Vũ Đức Đam là một phó thủ tướng khác hồi đầu tháng Giêng năm ngoái. Khi vụ án chuyến bay uh, giải cứu giai đoạn 1 được đưa ra xét xử vào hồi tháng 7 năm ngoái năm 2023, thì bị cáo Nguyễn Quang Linh có khai là mình nhận hối lộ lên đến 4 tỷ 2, là tương đương khoảng chừng 170 000 đô la Mỹ và hưởng một mình kiểu em ăn một mình em, em không chia cho ai hết. Tức là không có chia chát lại cho sếp là ông Phạm Bình Minh. Đó là một chi tiết đã được khai vào hồi trong các phiên tòa của năm ngoái và bị cáo Linh sau đó đã bị kết án 7 năm tù. Đó là câu chuyện đầu tiên liên quan đến một trong những cái đại án rất lớn ở Việt Nam thưa quý vị. Một câu chuyện khác liên quan đến Hà Nội và vẫn trong cái dòng thời sự là những cái cơn bão, nhất là cơn bão Gia Ghi, cơn bão số 3 vừa mới quét qua ở miền Bắc. Thì hàng ngàn cây xanh tại thủ đô Hà Nội thưa quý vị đã bị bật gốc, gãy đổ. Đáng chú ý là nhiều cây khi mà bây giờ bị gãy người ta mới thấy là cái bộ rễ của nó đó vẫn còn bọc lại bao ni lông rồi bọc lại dây lưới gai rồi những cái bao xi măng những cái bao vỏ xi măng và chính vì lý do đó mà nhiều người bây giờ mới biết rằng làm như vậy thì cây nó cũng sẽ không có sống lâu được và dân người ta rất là bức xúc bất bình và giận dữ tờ tuổi trẻ ngày hôm nay Họ có đặt ra cái câu hỏi cho chính quyền, họ nói là hơn 40.000 cây xanh bị gãy đổ, gãy cành và đây là một thiệt hại rất là lớn với thủ đô. Trong đó có những cái cây quý hiếm, cây lịch sử cổ thụ lên đến 98 cây. Vậy thì cái quy trình quản lý trồng cây và chăm sóc cây xanh tại Hà Nội được theo dõi giám sát như thế nào? Liệu là có hay không cái việc buông lỏng, cái việc quản lý giám sát đó là câu hỏi của tờ tuổi trẻ đã đưa cho đại diện sở xây dựng hà nội thì nhân vật này mới trả lời thế này nè thưa quý vị gia yeah, bảo bão số 3 quét qua và có rất nhiều cây bị gãy đổ rồi trong đó có những cái cây mà không có gỡ những cái bao ni lông ra rồi như như chúng tôi vừa thưa quý vị khi nãy đó cái vấn đề là nhân vật này trả lời Năm 2014, sở xây dựng từng ra soát và tìm thấy những cái cây còn nguyên cái hiện tượng như thế này. Và năm 2024, 10 năm sau, sau khi cơn bão số 3 đổ qua và làm cho những cái cây bật gốc và gãy đổ như thế này thì cái tình trạng cây xanh vẫn còn giữ nguyên những cái bao ni lông bọc lại cái gốc rễ đó vẫn còn tiếp diễn như vậy thì như vậy thì theo nhân vật này nói đơn vị sẽ truy tìm chủ đầu tư để làm rõ trách nhiệm liên quan chính vì câu trả lời này đã làm cho dân, dân tình ở trên cái tờ báo tuổi trẻ họ bình luận và họ cảm thấy rất là bất bình họ nói cả một hệ thống trồng những cái cây xanh như thế này trong đó có cả những cây quý hiếm mà trong suốt 10 năm 2014 đã phát hiện nhưng vẫn để nguyên cho đến 2024 và bây giờ không biết ai là chủ đầu tư mà phải truy tìm hay sao dùng câu truy tìm chủ đầu tư chắc là phải tầm thêm 10 năm nữa thì mới tìm ra chủ đầu tư là ai quá đó là những cái lời bình luận mà chúng tôi đọc thấy sau cái phát ngôn của đại diện sở xây dựng Hà Nội và trở lại với nước Mỹ thưa quý vị cựu tổng thống Donald Trump có lẽ là vì đã phóng lao thì phải theo lao. Khi trong suốt cái thời gian vừa qua, ông cũng như là người phó tướng của ông là J.D. Vance thường xuyên đưa ra những cái lời cáo buộc mà không có căn cứ cho rằng di dân gốc Haiti ngay tại thành phố Springfield ở tiểu bang Ohio là ăn thịt chó mèo động vật. Và có cả cái bài hát đang viral gây một cái hiệu ứng mạnh mẽ và lan truyền trên mạng xã hội về cái truyền thuyết này vì sao chúng tôi nói là không có căn cứ là bởi vì kể cả thị trưởng Springfield là người cộng hòa, thống đốc của tiểu bang Ohio là người cộng hòa, kể cả giới công lực và giới chức của thành phố họ đều nói rằng là không có chuyện di dân gốc Haiti ăn thịt chó mèo và những người di dân gốc Haiti đang sống ở thành phố Springfield đang đi làm là những người được ở lại có tình trạng uh, gọi là di trú hợp pháp có cái chế độ uh, bảo vệ họ để không có bị trục xuất và họ được tạm thời ở lại và làm việc và đóng góp cho nước Mỹ nhưng mà cựu tổng thống Trump và JD Vance vẫn tiếp tục lan truyền những cái thông tin như thế này và trong cái cuộc phỏng vấn mới nhất vào chiều ngày hôm qua thưa quý vị ở trên đài News Nation cựu tổng thống Donald Trump đã khẳng định chắc nịch là nếu ông đắc cử vào tòa Bạch Ốc vào tháng 11 sau cái tháng 11 cuộc bầu cử năm nay đó thì ông sẽ tước bỏ cái diện mà những người di dân gốc Haiti được ở lại hợp pháp theo cái visa có tên là Temporary Protected Status là những cái diện mà được ở di trú được ở tạm thời để mà làm việc ông sẽ tước bỏ cái quyền đó và ông sẽ trục xuất những người di dân gốc uh, Haiti ở Springfield không rõ là chỉ có người Haiti ở Springfield hay là trên khắp nước Mỹ thì ông không nói rõ về điều đó nhưng mà ông nói là Springfield vốn rất là xinh đẹp không nên để những cái người đó ở đây ông sẽ trục xuất họ đi về hết và khi được hỏi rằng lỡ như nếu như mà bên phía Haiti chính phủ người ta không nhận lại thì sao ông trump trả lời chắc nịch là chắc chắn họ sẽ phải nhận bằng mọi giá họ phải nhận và chúng ta sẽ trục xuất giống như cái lời hứa là xây dựng bức tường biên giới và bên phía mexico sẽ trả cho bức tường biên giới đó và cho đến nay khi ông đã rời khỏi tòa bạch ốc hơn 3 năm rưỡi trời cái bức tường 450 dặm đã được xây nhưng mà hoàn toàn không có chuyện là Mexico đã trả cho cái bức tường biên giới đó thì đó là cái câu chuyện về cái lời tuyên bố mới nhất của cựu tổng thống Donald Trump về những người di dân gốc Haiti thưa quý vị nhưng mà thật hư về cái câu chuyện mà ăn thịt chó mèo động vật á thì ngày hôm nay có một cái thông tin vừa mới được công bố từ cái biên bản của cảnh sát của thành phố Springfield ghi nhận thưa quý vị. Vốn là có người dân đã gọi cho cảnh sát và báo là họ nhìn thấy ở một cái sân golf có tên là Rocky Lake Golf ngay tại thành phố Springfield. Người dân nhìn thấy có một người đàn ông trong độ tuổi 50 đến 60 cầm súng lái cái chiếc xe cái xe cắt cỏ đó cầm súng và bắn hai cái con ngỗng ngay tại cái sân golf này và vấn đề là đó là người đàn ông da trắng, trong độ tuổi từ 50 cho đến 60. Cảnh sát đã tới sân golf này vào ngày 11 tháng 9 và có nói chuyện với manager ngay tại sân golf thì người này đã thừa nhận rằng đúng, có một nhân viên mà mà họ cho phép là đi săn những cái con ngỗng và bắn những cái con ngỗng như thế này. Nhưng cái vấn đề là sau đó cảnh sát đã tìm hiểu và điều tra là sân golf này không có được cái permit có nghĩa là cái giấy phép để mà săn ngỗng và cái ý thứ hai người đàn ông này cũng không có license để giết những cái con ngỗng cho nên người đàn ông đã phạm cái tội tiểu hình và nếu mà bị truy tố thì có thể sẽ bị ở tù 30 ngày và bị phạt số tiền lên đến 250 đô la Mỹ như vậy thì những cái truyền thuyết và cho rằng người di dân gốc Haiti ở Springfield tiểu bang Ohio ăn thịt chó mèo động vật là không có căn cứ dựa trên những cái phát biểu của chính những giới chức thành phố và tiểu bang Nhưng mà chỉ có những cái câu chuyện như thế này Như ngày hôm nay chúng tôi vừa thưa quý vị Là người đàn ông da trắng đã bắn những cái con ngỗng Ngay tại công viên và bị người dân người ta tố cáo Và nhân nói về những cái chính sách về di dân của cựu tổng thống Donald Trump Ngày hôm nay cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump Đã gần như tung ra những cái quả bom tấn October Surprise và đối với cử tri Mỹ và đặc biệt đối với chiến dịch tranh cử của ông Trump trong đó có cái lời tuyên bố và cho rằng là bà ủng hộ cái chuyện phá thai và bà đã theo đuổi lý tưởng này cả cuộc đời của mình nhưng mà cái ý quan trọng hơn về vấn đề di dân nữa thưa quý vị là bà nói là chính cựu đệ nhất phu nhân Melania đã có cái tác động rất là lớn đối với cựu tổng thống Trump trong những cái vấn đề di dân chính sách mà nó quá gây tranh cãi ví dụ như chuyện tách cha mẹ di dân ra khỏi con cái như vậy là nó không có nhân văn. Bà nói là bà đã cản ông Trump và đã cãi cự cãi với ông Trump và đến cái kết quả là như người dân Mỹ đã biết năm 2015 năm vào 20 tháng 6 năm 2018 sau khi bà Melania nhiều lần tác động với ông Trump và nói là this has to stop nó phải chấm dứt cái chính sách này thì đúng là ngày 20 tháng 6 2018 chính sách mà tách cha mẹ di dân với ra khỏi con cái đã hoàn toàn được ngưng lại và như vậy thì bà Milania đã có một cái quyền lực của bà xã đại nhân theo như bà kể trong cái cuốn hồi ký được công bố trong thời gian sắp tới mà Guardian đã có những cái trích dẫn lại và đó là những cái chi tiết liên quan đến cựu đệ nhất phu nhân nhưng mà đồng thời CNN cũng tiết lộ một cái điều là ngay trước khi cái cuốn hồi ký của bà được công bố đó thì CNN muốn có một cái cuộc phỏng vấn với lại bà Melania Trump nhưng đã được người đại diện của đệ nhất phu nhân cựu đệ nhất phu nhân tuyên bố ok nếu muốn có cuộc phỏng vấn thì phải trả 250.000 đô la Mỹ để tiền chi phí cho cái cuộc phỏng vấn cũng như là những cái hình ảnh bản quyền về hình ảnh bà sẽ xuất hiện trên CNN. Và CNN nói là vì cái điều kiện ngặt nghèo như vậy cho nên thôi bỏ qua không có phỏng vấn nữa. Fox News, bà có một cái cuộc phỏng vấn với đài Fox và cũng đã công bố vào sáng thứ tư là ngày hôm qua với ông Sean Hannity. Nhưng mà đài Fox có cho biết rằng là chính sách của họ là không có trả bất cứ một đồng xu ten nào hết cho những cái nhân vật chịu chấp nhận lên phỏng vấn cũng như là tiền bản quyền và hình ảnh. Đó là cái câu chuyện liên quan đến cựu đệ nhất phu nhân đang thu hút rất nhiều spotlight vào buổi sáng ngày hôm nay thứ năm và trong cái dòng thời sự về tình hình bầu cử thưa quý vị thì chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris đương kim phó tổng thống và và ông Donald Trump là cựu tổng thống vẫn đang gây cấn kề vai gọi là uh, gọi là so kè sát nút đặc biệt là ở những tiểu bang chiến trường. Nhưng có một cái xu hướng mà bà Kamala Harris sẽ phải rất thận trọng bởi vì theo cái tổ chức thăm dò mang tính chất toàn quốc là tổ chức 538. Họ vừa nói rằng nếu như vào hồi đầu tháng 9 và tháng 8 và đầu tháng 9 thì bà Kamala Harris đã vươn lên và dẫn trước ông Trump gần như là bảy tiểu bang chiến trường luôn. Thì ở cái thời điểm này đây thưa quý vị thì bà Harris đã không còn dẫn trước ông Trump ở ở những cái tiểu bang chiến trường ngoại trừ ở Nevada là bà, bà vẫn dẫn trước, ở North Carolina thì hai bên đang ngang bằng điểm nhau ở Wisconsin và những tiểu bang còn lại, ông Trump đã vươn lên dẫn trước bà Kamala Harris. Đó là cái thông điệp chính mà cái tổ chức thăm dò FiveThirtyEight đã đưa ra vào ngày hôm nay. Ở Nevada thì ông Biden và Đảng Dân chủ vẫn thường thắng trong bốn cái cuộc bầu cử tổng thống vừa qua và hiện nay là bà Harris vẫn đang giữ dẫn trước ông Trump như vậy. Nhưng mà đó cũng cho thấy là cái mức độ cái mức độ cạnh tranh giữa hai chiến dịch đang rất là căng thẳng và ngày càng đến cái ngày 5 tháng 11 đó thì cái kịch tính nó càng dâng cao. Trong cái bối cảnh đó, bà Liz Cheney là cựu dân biểu bên phía Đảng Cộng hòa là và con gái của cựu phó tổng thống Dick Cheney, người đã từng thề rằng từ đây cho đến cái cuộc bầu cử năm 2024 tôi chỉ có một cái nhiệm vụ duy nhất là bằng mọi giá và bằng mọi quyền lực mà tôi có thể, tôi sẽ ngăn không để cho ông Trump trở lại tòa Bạch ốc. Bà Liz Cheney đã từng bỏ phiếu đến luận tội và trút phế ông Trump cũng như là bà có, à, xin lỗi quý vị, bà Liz Cheney là có chân trong ban uh, ủy ban điều tra bạo loạn quốc hội ngày 6 tháng Giêng và ông Trump đã từng đe dọa là đưa bà ra tòa án binh để mà xét xử vì bà là một cộng hòa rhino giả hiệu. Và vào tháng 8 vừa rồi, cuối tháng 8 thì cả bà Liz Cheney cũng như là người bố của bà là cựu phó tổng thống Dick Cheney đều tuyên bố là bỏ phiếu cho bà Kamala Harris. Đây là diễn tiến mới. Ngày hôm nay thứ năm, thưa quý vị, thì bà Liz Cheney sẽ cùng bà Kamala Harris đi vận động tranh cử ở những cái tiểu bang chiến trường, đặc biệt là sẽ dừng chân ở nơi khai sinh ra đảng Cộng hòa toàn quốc để ở Ripon với một cái thông điệp là kêu gọi những cử tri Cộng hòa và cả cử tri độc lập. Bà Liz Jenny nói là tôi có rất nhiều những cái quan điểm khác biệt và thậm chí là đối lập với bà Kamala Harris. Ví dụ như vào năm 2020, bà đã viết lên trên mạng xã hội một cái post là Kamala Harris còn cấp tiến hơn những cái nhân vật mà nổi tiếng là cấp tiến như Bernie Sanders và Elizabeth Warren. Bà Kamala Harris theo lời Liz Cheney là cổ vũ cho cái chuyện cấm súng ống, rồi nâng thuế cho các tập đoàn, giảm thuế đòi nâng thuế cho các tập đoàn xin lỗi quý vị, rồi đặc biệt là mở cửa đối với di dân, rồi xóa bỏ những cái công ty bảo hiểm tư nhân và những cái chính sách này bà Liz Cheney không có đồng ý. Nhưng mà vì ở cái thời điểm hiện tại và đối diện với cái cuộc bầu cử quan trọng năm nay, bà Liz Cheney nói chúng ta không còn một cách nào khác là phải bỏ phiếu cho bà Kamala Harris để không để cái tình trạng hỗn loạn của nước Mỹ được tái diễn một lần nữa trong cái thời kỳ mà ông Trump làm tổng thống nhiệm kỳ 45 đó là thông điệp và bà muốn là cùng với bà Harris đi những cái tiểu bang chiến trường đặc biệt là đến ngay cái nơi khai sinh ra đảng Cộng hòa toàn quốc để mà gửi những cái thông điệp cho những người Cộng hòa no Trump cũng như là những cử tri độc lập đó là cái câu chuyện về cái tình hình bầu cử trong diễn biến đó có một cái câu chuyện liên quan ở Trung Đông cái xung đột Trung Đông và chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng không chỉ đối với chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Biden mà cả đối với chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris, đó là giữa Iran và Israel. Quý vị nhớ là vào thứ hai vừa qua, Iran đã tấn công 200 tên lửa vào Israel và Israel cũng trả thù lại. Nói chung cả hai đang gồm nhau và đưa ra những cái lời hâm dọa và nói là nợ máu sẽ phải trả bằng máu. Tổng thống Biden vào ngày hôm thứ Tư thì trước những cái câu hỏi và những cái áp lực khi mà Israel đang bàn tính phương án trả đũa thì ông Biden nói ông không ủng hộ Israel là do Thái trong cái việc tấn công vào những cái cơ sở dầu, cơ sở năng lượng, cơ sở nguyên tử của bên phía Iran. Ngày hôm nay thứ năm, ký giả hỏi là ông nghĩ sao về chuyện đó và nó đã có những diễn tiến nào rồi? Ông Biden nói là chính phủ Mỹ đang tư vấn và đang bàn bạc với bên phía Do Thái. Ít nhất là ngày hôm nay do thái không tấn công Iran và chúng tôi không ủng hộ điều đó Iran đã đưa ra cái lời cảnh báo dành cho ông biden và nước mỹ nói rằng bất cứ Israel hay là bất cứ nước nào có can dự vô cái chuyện là Israel tấn công vào Iran thì sẽ nhận lại một cái sự trả thù căng thẳng và cái mức độ của nó sẽ tàn sát ghê gớm. Đó là lời hâm dọa của bên phía Iran. Nhưng mà thị trường dầu mỏ năng lượng, thưa quý vị, họ phản ứng rất là nhanh. Sau cái câu phát biểu đầu ngày của ông Biden hôm nay nói rằng là chúng tôi đang bàn bên phía Do Thái để mà không có tấn công vào bên phía Iran. Nhưng ông không có bất kỳ một cái lời bảo đảm nào hết. Và giá dầu đã tăng 5% do lo ngại bất ổn về Trung Đông. Nếu giá dầu tăng nó sẽ gây bất ổn cho chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris bởi vì cái giá dầu tăng sẽ làm cho chi phí sinh hoạt sẽ tăng nữa. Và kinh tế và chi phí sinh hoạt vẫn là một trong những cái vấn đề rất là hóc búa cho phía bà Kamala Harris. Tin tức cuối cùng của ngày hôm nay liên quan đến một cái câu chuyện đời sống thưa quý vị và người ta nói là chia tay mấy anh đừng có đòi quà nó vừa xấu nó vừa quê mà có thể còn dính dáng tới rắc rối pháp luật nữa chứ đó là câu chuyện của một việc kiều đức Ông Lê Thanh Tuấn, 47 tuổi, vừa được tòa án xử phúc thẩm ở Sài Gòn giảm án từ 12 năm tù xuống còn 9 năm tù với cáo buộc là dùng ảnh nóng để tống tiền người yêu cũ, đòi lại khoản quà, khoản tình phí đã chi cho người yêu khi cả hai còn mặn nồng từ năm 2016 đến năm 2000 trước đó đó thì yêu xa, ông Tuấn ở Đức nhiều lần gửi tiền về cho cô người yêu và đòi là cô người yêu gửi những tấm ảnh nóng qua để gọi là giao lưu tình cảm và cả thấy là ông Tuấn đã gửi cho cô người yêu số tiền là 1 tỷ ba là tương đương với 52.000 đô la Mỹ để mà người tình xây mua đất xây nhà đến năm 2019 có nghĩa là ba năm sau yêu nhau thì ông này về Việt Nam ở hẳn chung sống như vợ chồng Tuy nhiên đến 2020 thì sau khi xảy ra mâu thuẫn thì cô người yêu mới đuổi cái ông Việt Kiều Đức này ra khỏi nhà và cắt đứt mối quan hệ. Rồi ông này đòi là phải trả lại tiền. Nếu không trả lại tiền thì ông sẽ tung ảnh nóng lên trên mạng. Và cuối cùng sau những cái lần hâm dọa quá đi thưa quý vị thì vào tháng 12 năm 2022 cô người yêu đồng ý là trả lại 200 triệu đồng là tương đương khoảng chừng 8.000 đô la Mỹ đó tại một cái quán cà phê ở tỉnh Đồng Nai thì khi mà đang đếm tiền đang trao đổi sau đó thì công an ập vô và bắt quả tang và ông này bị tuyên án 12 năm tù trong cái phiên tòa xử phúc thẩm hôm nay ông Tuấn xin là tòa giảm án để cho ông được là một công dân tốt thì cuối cùng tòa giảm xuống còn 9 năm mặc dù đưa ra cái lời răng đe những cái kiểu mà hâm dọa mà đòi là đòi lại quà rồi tung ảnh nóng của người yêu cũ lên trên mạng xã hội á đây là một cái hành vi vi phạm pháp luật một cách rất nghiêm trọng Tuy nhiên ông cũng được giảm án từ 9 năm tù, từ 12 năm tù xuống còn 9 năm tù. Đó là câu chuyện để kết lại bản tin Breaking News ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.